Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay em có mời chị em đến để nấu món hột lộn răng me bí quyết đặc biệt của chị em, và em sẽ nấu món xúc xích với tôm chiên xù. Mời cả nhà vào bếp cùng hai chị em. Để thực hiện món hột vịt lộn răng me thì em đã chuẩn bị là cho 8 thằng ăn là 16 hột. Bước đầu em sẽ lột hột vịt. Cả nhà tắt nước riêng giùm em nha. Nước hột vịt để riêng, và hột vịt thì mình để riêng. Hột vịt lộn thì cả nhà lựa giùm em là hột vịt lộn nó ướp mài. Bên đây em có chuẩn bị bột chiên giòn, bột chiên xù, tôm và xúc xích với trứng. Giờ em pha bột chiên giòn để nhúng tôm. Trong đỏ để pha bột. Pha 150g bột chiên giòn thì cho 150g lít nước. Cho vào nửa miếng muối nha. 150ml nước. Cho 150g bột chiên giòn. Đánh đều lên, đánh cho tan hết. Khâu lột hột vịt em đã hoàn tất nè cả nhà. Rồi bây giờ mình cho nó lên lăn mỡ. Dầu và chảo. Chỉ vào cho chị tắm. Trong cái lúc mà chỉ tắm mỡ như vậy nè, làm cho chỉ được vẽ lại. Và đây là cả nhà em chiên xúc xích sơ qua cho nó chín ở bên trong trước khi mình lăn mỡ. Cái này mà hột vịt hơi ướp mài nó ngon còn. Giờ em ướp tôm cả nhà, cho tôm nó thấm nó ngon. Có em bé thì em cho ít bột ngọt thôi, nửa muỗng đường, muỗng nước tương. Rồi mình ướp cho tôm. Cái khâu mà cho chỉ tắm mỡ xong em đã hoàn tất rồi. Tới pha nước sốt. Nước sốt thì em mua chợ nước sốt làm nước đá. Do nước sốt là nước đá me này nó đã có như hậu ngọt rồi, thì cả nhà cho em 1 tiếng muối, đậu dừa, giờ ăn với 16 hột vịt này, và 2 muỗng đường là vừa ăn đó. Tại vì me này nó đã ngọt rồi, răng me thì có hậu chua chua ngọt ngọt mới ngon. Và 1 tí bột ngọt thôi. Tiêu, đặc trưng của hột vịt răng me này là nếu nhà cả nhà mà không có em bé thì cho nhiều, còn nhà em có em bé em cho 1 muỗng cà phê tiêu. Và đi nước lạnh với 1 chén nước mà hột vịt giấc nãy em đã lấy ra nè cả nhà. Rồi em quậy cho tỏi. Cả nhà bắt bếp lên thử tỏi, cho vàng.
một muỗng tương ớt. Tỏi giấy vàng này nè cả nhà, em cho nước sốt me vào. Cái khâu này là khâu thắng nước sốt me quan trọng lắm nha cả nhà. Thắng cho nước sốt này nó thiệt là sôi sống sánh. Nó bỏ hột vịt vô. Nước hột vịt nãy cả nhà cho vào luôn. Đã chiên rồi, giờ em lăn qua bột. Lăn đều cả nhà. Đó, lăn gì đó, cái mình cho bột chiên giòn lên. Đó, mình lăn nhúng nhúng nè. Cho nó thấm nhiều rồi. Rồi, cho vào bếp. Rồi tôm mình cũng nhúng luôn, tôm nó thấm rồi mình cũng nhúng cho vào như xúc xích luôn. Tôm sau khi ớt tự giờ nó cũng đã như thấm rồi. Dạ, mình cho vào luộc chiên giòn, chiên xù nữa. Như đây mình chia cái cuối dĩa thôi, chia hết thôi. Sống sánh rồi, em cho hột vịt vào. Hột vịt của em đã ngấm nước sốt rồi nè cả nhà. Cho em thêm một miếng hành vào nữa. Và cả nhà nhớ cho em thêm một miếng rau găm này nữa là nó mới thơm cái mùi đặc trưng của hột vịt gan me. Rất là thơm. Nó là hành chín được nha cả nhà. Giờ ăn cùng mấy chị với em cả nhà ơi. Mời cả nhà. Con ăn gì con? Ăn cùng con ăn tôm hay xúc xích? Con ăn tôm hay xúc xích? Xúc xích nha. Nè. Đó, ăn không gì rồi. Mời cả nhà. Tôi tướng chú. Để qua. Ngon chị. Nó má nó tuyệt vời lắm. Tại vì em đâu có đánh hố này ngon lắm cả nhà. Ừ, thơm quá. Cái này có bánh mì nữa ha. Nấu mình thêm nhiều khi cô bác không hiểu làm. Cái ngon thiệt luôn. Giờ ăn ha. Ừ. Nó khỏe luôn là bảy luôn. Ngon không? Nó đang là ngọt quá. Mời cô chú chưa? Mời cô chú. Ngon quá. Mặn ăn thử cả nhà dễ ăn lắm. Qua từ giờ em chia sẻ đó. Ngon quá mà cả nhà nhớ nhấn like, tin, đăng ký cho Thư miền Tây. Đăng ký kênh ủng hộ mấy chị em ăn nha cả nhà. Chúc nhà em chạy xe bài à. Có vẽ xe mày là như ngon của chị. Thank you.
nên gì tớ múc cho nguyên con cho con thấy không? Thôi con chỉ muốn ăn cái rồi rồi lòng mè thôi. Không có rau ăn cái mà gì đỏ là thấm mà nguyên thấm cái dẻ mình nó béo. Ăn cái mè đỏ này nè, nó thơm nó thấm lắm. Nhà mình sáu hôm nay ớt ngon quá ngon, tương thơm ngon thiệt luôn á. Vừa ăn thiệt luôn, không vừa ăn thiệt, vừa ăn thiệt. Không ăn tôm không con? Không ngon chứ đồng nữa. Em tao chung xích ai. Nó chất chiên thẳng nó chín ngon quá. Ngon quá ăn thiệt luôn. Mấy đứa sắp đi học lại chưa? Dạ chưa, còn mấy tháng nữa mới được lớp 6 rồi. Nhập học về cũng hơi vui. Phải sắp được tới trường rồi. Nhớ bạn bè hả? Dạ, con muốn được được chơi những cái cầu tụ ngay từ mẫu giáo. Giờ qua lớp 1 rồi. Qua lớp 1 có thể chơi ngải chay, được mua bánh kẹo ăn mà. Ủa, bóc đi con. Phần gai bóc ăn đúng không? Cái bột chiên giòn, anh ăn cái bột chiên giòn. Bột chiên giòn mình hay vừa ăn. Ngon quá. Hai loại thì ngon luôn. Ngon quá. Sống với sốt thì ngon hơn. Sống với hành ngon. Biết ai biết ăn mày luôn hả? Cũng phải ăn mà thôi. Mà cứng. Ngon ăn nhiều nhiều vô. Dạ. Cho lấy cho thêm một quả nữa đi. Mấy quả trứng hả? Không bị lột. Ngon quá mà. Bắt tao lấy con thêm quả trứng quả nữa đi. Quả nữa phải không? Cái này quên mua bánh mì. Ăn ăn được rồi vậy cơ cái gì sao rảnh mà tao ăn mốt đi học thì sao còn rảnh được nữa. Thôi với dì cháu em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ dì cháu em nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.